Nhắc đến đồng bào người Mông ở trong Mèo Vạc này thì chúng ta thường hay nhớ đến những cái tình cảnh kéo vợ ở trên này, vì là đấy là một cái phong tục tập quán của bà con. Mặc dù là đến hiện tại thì cũng đã có khá là nhiều nơi bà con cũng đã thay đổi được rồi. Thì trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều lần anh em có gặp và thấy cái cảnh là bà con đi lấy vợ về, nhưng mà chưa bao giờ được gặp cũng như là được chứng kiến những cái phong tục tập quán bà con, cách bà con tổ chức đám cưới như thế nào. Tình cờ trong một ngày thì anh Cái cũng có liên hệ với anh em đội tim bản sắc dân tộc rằng là trong hôm nay thì có một cậu em ở trong khu làng của anh Cái thì có tổ chức đám cưới, thì em Dương cũng có nhờ anh Cái rằng là xem xin phép gia đình của nhà chú đấy, rằng là cho anh em đội tim thử đi chia sẻ và cũng như tìm hiểu cái văn hóa bà con ở đây, cái cách bà con tổ chức đám cưới như thế nào, gồm có những cái lễ gì và những cái món ăn truyền thống để tổ chức một cái bữa đám cưới của bà con ở trên này gồm có những cái gì. Thì cũng rất là may mắn gia đình của nhà chú cũng đồng ý. Thì hôm nay thì em Dương cũng đã đến đây và xin kính mời toàn thể quý bác anh chị và mọi người theo chân em Dương cùng đi vào trong nhà trai để xem bà con ở đây người ta tổ chức đám cưới như thế nào nhé quý vị nhé. Do là buổi sáng hôm nay thì anh em đi vào thì cũng rõ gặp trời mưa và đường trơn trượt thì cũng không đi kịp được, cũng không biết là có lỡ mất những cái tập tục hay là những cái công đoạn, cái quy trình mà bà con làm ở đây có lỡ cái nào hay không. Thì chắc lát nữa anh Cái cũng trực thôn đang ở trong này thì anh em sẽ đi vào để xem bà con làm gồm có những cái gì nhé quý vị nhé. Xin chào anh em nhé. Đang làm tổ chức làm cỗ đây à? Anh chào em. Chào anh. Ôi, tổ chức làm xong hết rồi nhỉ? Hiện tại thì anh em cũng đang làm những cái gì, món thịt nướng à? Đây bà con đang chuẩn bị làm cái món nướng, nhưng mà thực sự là ở đây cách mình làm thịt nướng mình cũng chưa có kiểu như là chưa có tay nghề, chưa biết cách để làm ấy. Cách mình trộn cái gia vị nó chưa đều, hoặc là một phần là mình thiếu gia vị. Nghe thấy thơm lắm ở đây. Cũng có thơm mà kiểu như thịt nó nướng ra nó cũng khác. Nhưng mà thực sự là bây giờ lớp trẻ mình cũng thay đổi cũng khá nhiều rồi. Kể lại kiểu như là cái thời xưa, cái lớp trước kia các cụ, bố mẹ hoặc ông bà thì lúc đó người ta một lần ăn cố như thế này người ta không cần phải nướng gì. Toàn là đúng kiểu rồi. Như làm thắng cố thôi. Chỉ có một mấy món lòng mèn để xào này. Xong thì cũng... Này toàn là thịt mỡ thì bị luộc hết. Có vẻ như cái này là hơi ép lửa hay sao? Nếu tí hớp, ít là bắt tìm chỉ cũng như tà hớp. Anh em mình đi vào bên trong để nói chuyện với chủ nhà một tí được không anh Cái nhỉ? Được mà, chú thì chắc đang ở trong nhà này. Hôm nay cũng là toàn anh em mình nhờ thôi. Kiểu như là bây giờ anh em đây cũng lớp trẻ, cũng thay đổi ấy, thì không giống như ngày chào xưa. Chào anh em nhá, chào các chú nhá. Ôi, ơ lỏ tươi rồi. Ngày trước xin tù đi đây là khách cũng đang vào dần rồi, khách mời đã vào rồi chú. Đây là nhà của nhà trai đúng không anh? Thì nhà ký nhà cũ, nhà gỗ bên kia. Có phải cái nhà chú mà trước mình có lên mua bò kia? Đúng rồi, nhà chú đấy. Đây là có phải là món giò không? Giò à? Bây giờ bắt đầu đang là thái giò cho vào cho lên đĩa đúng không? Chuẩn bị là lên mâm thì phá cỗ rồi à? Ban nãy có cái công đoạn gì về của cái theo cái tập tục của mình không anh Cái? Có, nhưng mà sáng nay làm sớm rồi. Phía bên này thì em Dương cũng thấy các anh với các chú cũng đang cái món này là món món thịt gà nướng à chú? Gà chiên. Gà chiên à? Kiểu chiên. Cũng đã anh em chắc làm cũng từ rất là sớm rồi. Anh ngồi trên táp và bắt đầu chặt và cho lên đĩa rồi cuốn đùi bóng vào để giữ làm sao đảm bảo vệ sinh lúc chờ khách đến đấy. Cái này chắc là những cái món mà không thể thiếu được đấy, là đúng không? Cái này là rượu ngô của bà con ở trên vùng cao này. Ở đây là nhà chính của gia đình là chắc ở bên này à. Ui, đây các chú cũng đang làm món này. Xào đây là các chú nhá. Đây là xào với xương sườn với lòng mềm đấy. Đây à, xương sườn. Ui, hẳn một nồi to đùng luôn. Trộn tàu à, chỉ uống uống được một kỳ tàu tao hủ đói là trộn thì gì á hiểu món này món sườn xào à? Ừ, nhiều nhỉ. Sáng nay thì phải cần mổ lợn nhiều lắm ấy đúng không? Nhà chú mụ hai con, một con thì tầm 60 cân. Dự kiến là 40 mân. Vâng, 40 mân. Em đang thấy ở phía bên trong này đang có các cô đang nhào cái mèn mén đây quý vị ạ. Ở phía bên trong này thì anh em cũng đang thấy các cô đang làm đang đồ mèn mén này. Cái này đồ chín rồi chứ nhỉ? Chưa.
đây là vừa mới đu xô lần một, lần này lần thứ hai, làm cho xô lần thứ hai thì ăn được. Lúc nữa thì tức là phải đun lại bao nhiêu lần mà hàng mấy lần nữa cơ? Hai lần. Lần đầu tiên thì mình chỉ trộn với ít nước xong làm xô lên, xong bắt đầu lần thứ hai ấy mình mới trộn lại tiếp tục cho nước vào, xong sàng qua làm lại lần thứ hai thì lần này thì nữa húp xô lên thì ăn được rồi. Ở đây thì ở đây có hẳn một cái mẹt này là những cái mèn mén đây đang các cô cũng đang đồ một lần nữa lại cho nó đủ chín thì mới dùng được. Đây là bà con còn có rất là nhiều công đoạn nữa thì đây trong này nước. Thì hàng chúng này chín rồi, chín thì mới gon vào để vào túi bao. Trong này thì các cô đã cho vào túi để lát nữa có thể cho lên mâm đây nhé quý vị nhé. Đây là những cái túi mèn mén. Cái này chắc là mỗi mâm là một túi à? Tùy là mình xem nào, có thể cho hai túi cũng được. Cái mùi hương của mèn mén này rất là thơm quý vị ạ, rất là thơm. Và đặc biệt cái mèn mén này nếu như mà ăn trong quá trình mình ăn ấy thì nhai nó càng lâu thì nó càng ngọt. Đấy, còn ăn vội là ăn không được. Nếu mà ai mà ăn không quen, ăn vội là có thể là sẽ bị sặc. Đây, ở trong này thì các cô cũng đã cho vào chõ rồi. Đây, cháu nhờ một tí ạ. Đây, các cô cũng đã cho vào chõ rồi. Cái này là anh cái đây là đun lại lần này nữa là chín rồi đúng không? Lần này nó xô lên thì chín rồi. Có cần phải mang đi đảo lại một lần nữa không? Không cần. Đây là không đảo nữa. Lần đầu tiên thì mới đảo, lần này thì chín. Thường xưa thì mì ăn cố hoặc là trong gia đình ăn ấy thì không cần gon, không để vào túi bóng mà mình chỉ mút vào cái có một cái bát cái kiểu cái này. Đây này. Cái này sáng nay dùng đến cái này đó. Đây này, cái này là gọi cái gì, dùng cái tre đan qua thành cái ao ấy. Theo phong tục mình thì lúc sáng nay làm cái cúng các kiểu thì phải dùng cái thìa gỗ mà cái mì mén này, quan trọng là lúc đó mình dùng, mình làm xô thì cũng không dùng đến, mình chỉ ăn làm dùng mì mén thôi để các cụ hoặc là dùng cái này ấy. Thế ra là sáng nay còn là làm cúng một lần nữa. Làm chứ, sáng nay làm đây dùng cái thìa này, cái này không bao giờ thiếu. Đây là đồ cổ của người Mông mì ấy. Cũng có rất nhiều. Đây này, sáng nay dùng đến cái này. Tức là cái này là mình để vào trong này để cho để kiểu như kiểu là những cái dụng cụ để trong một bữa ăn của bà con như kiểu dạng của ngày xưa đúng không? Cái này thì lúc mình làm kiểu như cúng tế cái lễ các cụ ấy về để cùng ăn cố ăn cưới thì dùng đến chỉ dùng cái thìa này, không dùng cái thìa ấy, cái thìa bây giờ thời đại bây giờ mình dùng ấy. Thế lúc sáng nay là mình cúng là cúng ở trong nhà này vẫn là... chỉ có nhà này thôi, nhà chính thôi. Bình thường là ở trong một cái căn nhà như thế này, trong một cái lễ, trong cái ngày đám cưới mà mình cúng thì cùng có những cái gì và mình cúng trong cái nội dung đấy nó nói những cái gì, anh cái có biết không hay là phải chờ đến chú về nói mới biết được? Ý là phải những người mà kiểu như là chửa dòng họ hoặc là những người lớn tuổi người ta biết mới làm được. Giống như anh thì cũng chưa biết, thì chắc phải tầm 45 đến 50 tuổi, lúc đó mình già thì mình mới biết thôi. Đi gặp nhiều thì mới biết. Anh cũng biết sơ ấy, hỏi bố hoặc các cụ thôi. Ông trước khi ông chưa mất thì họ cũng bảo là thờ ông đi ăn, muốn làm một cái lý ăn cưới như thế này thì phần sinh lý gia đình từ nhà trai nó chuẩn bị rất là đầy đủ mọi thứ, từ cái đồ dùng dụng cụ ấy, quần áo thìa, lúc đó thì dùng cái chém bà ống tre. Dòng bấy thời đấy, nhưng mà bây giờ lớp trẻ mình cũng kiểu như là cũng cải tiến hơn, cải tiến là thay đổi sử dụng nhỉ? Bằng cái chén sứ cũng được mà đúng không? Vâng. Thế bây giờ chắc là anh em sẽ chờ chú chủ nhà về để anh em tiến hành là cùng với chú trao đổi qua một chút về những cái thủ tục cần thiết để trong làm cho một cái lễ cưới của bà con ở trên này như thế nào. Do là buổi sáng ngày hôm nay thì anh em cũng lên thì cũng lên từ rất là sớm rồi, nhưng mà ở đây là những cái phong tục của bà con thì bà con ở trên này đôi khi cũng thấy ngại, cũng như là ngày cưới thì trăm năm cũng có mỗi có một lần, và cái ngày quan thệ trọng nhất của một đời người là bà con nhiều khi lại không muốn mình chia sẻ ra ngoài, ngại ngùng ấy, là anh em cũng không thể chia sẻ được những cái công đoạn đấy. Thì chắc là nữa thì để cho chú cũng như là anh cái ở đây, mình cũng là người địa phương ở đây, thì anh cái kể lại cũng như là nói lại cho anh em mới biết thủ tục của nó gồm có những cái gì nhé quý vị nhé. Thì anh em cũng đã gặp được chú chủ nhà, do là hôm nay cũng là đang công việc trong nhà của mình ấy, thì chú cũng đã khá là bận. Thì hôm nay cũng trước tiên thì cháu cũng đã là cảm ơn chú cũng đã tạo điều kiện để chúng cháu cũng chia sẻ những cái tục cưới vợ, cưới xin trong phong tục của dân tộc mình ấy.
Thì hôm nay cũng chúng cháu cũng đã đến đây thì có lẽ cũng khá là làm phiền gia đình. Cháu cũng rất là cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho chúng cháu. Nhưng mà cho cháu hỏi qua một chút là do là sáng hôm nay thì anh em cũng không thể vào trong này chia sẻ được cái những cái công đoạn cũng như là thủ tục cần thiết để mình làm những cái lễ cưới như thế này ấy, thì chú có thể chia sẻ cho anh em cùng biết được không ạ? Tại kỳ biết là chị tao nè. Dưới đó là thế gì? Cái là lý mi chi mà chị nè của ta của y lời cháu nhá nè mà nè nè của bé mà nè mò mà bé tuồng bùa nọ là bé yêu hồ cho lò lò nọ. Ở tại kỳ nè bé mi chi à bé cho lò yêu hồ plì là lời cháu. Yêu của tụ đá hồ cho lò lò nọ hồ lò nọ nọ bát tha. À, rồi nó phát thanh tại thì này mà bây giờ mua cha lò, thảo đã để cho lò mà mua chung một cọ lò cho tiền lại, nên mà nhiệt nó nhiệt to lại mà, nên bé tụi bé họ chơi thế mà, tại kỳ bé tiểu tụi ấy mà bé đi trở lại được đấy á, nó nhưng mà bây giờ mua tàu lò tàu, thế thì tàu cái chung cái cọ mà nhưng đấy mua tàu lò tàu. Tức là ở đây ấy thì hôm qua gia đình mổ lợn thì cũng phải cúng một lần để báo lên tổ tiên cũng như là mời tổ tiên để ăn một lần trước. Xong là sáng nay gia đình mổ gà thì cũng một lần nữa cũng phải cúng báo lên tổ tiên, mời tổ tiên về ăn trước thì có đường đi đường về. Đấy là những cái trước khi để mà mổ những cái con vật để làm những cái bùa lễ cưới, làm cỗ ở đây. Còn thích ngoài ra những cái tập tục như vậy thì còn có cái công đoạn thủ tục nào của bên cô dâu với chú rể không ạ? Oli con nha tu cho chia chú ta là nhân nịt tức là ta là tôi cho chia chú mà tôi nó mỗi nhà một tua mà do một thu cho lò nó mỏ ta mà bây giờ tôi dùng nó mỏ rồi đã ta mà tôi dùng nó mỏ ta kỳ mà bây giờ hồ cho lò bây giờ thổ làm đây cho chú trở cây lò mà bây giờ mùng lò bây giờ lại đá mà thế thì cho lò từ ngày từ cái đầu út cho lò lại đá mà nhân này mà bây giờ bây học chơi mà ta kỳ bây giờ bây mà bây giờ bây lò lại đá mà bây lại bây gì chú vừa nhiều nhiệt to nhất này mà nhiều nhiệt to tràn lên to lên lại mà nhiều nhiều to nhất là nhiều mùa tàu sao phun dữ xả tại chúng tôi tàu nọ thế mà nhiều nhiệt to mà nhiều lại như là bây giờ tràn tràn chia là chỉ tàu tràn cho là cái lâu là vì tu do tu nhai thì giờ thì tàu của cha nhất này phụ húp lì á gì nè húp lì húp lì mà thảo bé tại kia thì húp lì thảo bé tại kia thì húp lì là thảo bé tại kia thì húp lì là cái này này chỉ tàu sau là gì này chỉ húp lì là này chỉ húp lì là nhà bé là từ đá và bé là bởi cho tụi trong mà ta biết tại kỳ tư hù là lấy chăn ô thật thật tao cho lò với thì hợp lý mà cho lò tàu hắn tên này tàu giờ tới chồng ở tới chồng tới chồng là ở đây tới chồng tới từ nhiều là cái thủ tục để mà ở bên con trai với cô dâu với chú rể thì đã là sau khi mà như mọi hôm ấy. Giống như cái đợt trước em Dương cũng có đi vào chỗ nhà của em Hờ em Sử thì có bắt gặp một gia đình của nhà chú em Sử em Hờ ở bên cạnh là đưa về được 2-3 ngày. Đưa về được 3 ngày thì đã là làm cái thủ tục là cúng lên tổ tiên rồi. Đấy, như bây giờ là không cần nữa, chủ yếu là cái lúc mình mổ những con gà, con lợn thì mình sẽ mới báo lên tổ tiên thôi, mời tổ tiên về ăn hôm nay là cái đám cưới của con cháu trong nhà mình thì mới báo lên tổ tiên để tổ tiên về ăn để tổ tiên biết ấy, như vậy thôi. Còn lát nữa thì chắc là sau khi mà gia đình làm tổ chức xong chuẩn bị xong những cái món ăn cần thiết để cho một cái đám cỗ thì bà con mới sẽ tiến hành là đi phá cỗ như vậy thôi quý vị nhé. Thì chắc là tí nữa mình là làm những cái món ăn cần thiết xong hết thì mình mới tiến hành là đi mời bà con đi ăn thôi phải không chú? Ý là ủa ta tàu cho rau mỏ thế thì hu cho cứ tìm một non như cứ tìm non là nhưng mà bây giờ ở cái phong tục tập quán của mình ở đây hiện tại thì có khác hơn so với ngày xưa để tổ chức một cái đám cưới không chú? Ý là nỉ ni dù cho lùa ủa y tàu chờ như vậy lý giải mà mua a chỉ ý là tháo lời cho lầu ủa nữa của tháo cho lầu ủa mà ý là cho tàu ủa mà tháo vua lúc vắt chầu rồi mà lầu ủa mua gì xanh đẹp mà tê là chầu trung ủa tàu mà tê nọ ở tê hồ cho này là nọ mà tê hàn xuồng là nọ nên tàu cho này mà nó ít tỉnh thế mà xong ta là chỉ có tàu cho lâu là nên mà tàu chia là tức là bây giờ thì lớp trẻ hiện tại bây giờ ấy thì những cái
công đoạn để mà chuẩn bị cho một cái đám cưới. Ở đây bà con ở đây thì cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi, cải tiến rất là nhiều rồi. Còn như ngày xưa thì cũng chuẩn bị rất là nhiều, rất là lâu. Ví dụ như là trước khi mời bà con hàng xóm đi vào để mà ăn cơm thì còn phải làm một lần là gọi là cúng thêm một lần nữa nhé quý vị nhé. Và cháu cũng chưa biết là ở đây bà con ở mình ở trên này thì để mà cái tiền sính lễ các thứ vì đi sang bên nhà gái thì rất là nhiều, thì cháu không biết là gia đình của nhà chú thì đi sang bên nhà gái là bao nhiêu tiền vậy chú. Bên cho tập bác hỏi thì nên cho ý là dưới từ nha rồi nha, thì mà dù kỳ nha, từ chim về từ nha thì dù hạt chích chào 50 triệu. Ủa ôi rồi 50 triệu quý vị ạ, 50 triệu là tức là nguyên tiền mặt luôn hả chú? Chi chào trò là nhẹ đất rồi lúc nhẹ đất là 50 triệu nguyên tiền mặt đấy quý vị ạ. 50 triệu nguyên tiền mặt. Ôi rồi ôi, ăn rất là thật sự là gọi rất là đắt. Thế ngoài 50 triệu tiền mặt thì còn có cái gì không đi phải đi nữa không? Không chào nhá. À còn có quần áo này, quần áo là quần áo dân tộc đúng không? Con chào con chào cho không tiếc không chào không tiếc con chào không tiếc à quần áo dân tộc. Thế con chào thêm bố mua chỉ thêm. Không chào xin tiếc tả lên. À ngoài 50 triệu tiền mặt này còn có quần áo dân tộc của mình nữa. Chắc giống như ngày xưa thì vẫn còn có cả vòng bạc này, rồi còn cả cái dây chuyền của bà con đồng bào người Mông. Đúng rồi, còn có cả khăn đội đầu các thứ này nữa. Bây giờ là vẫn có. Đó, thì đấy là những cái sính lễ của bà con ở đây đi sang bên nhà gái. Đấy là những cái thủ tục của bà con ở đây. Còn bây giờ chắc là có lẽ em Dương cũng xin kính mời toàn thể quý vị đi sang bên phía bên kia để xem bà con cũng như là các bạn thanh niên thì, các bạn chuẩn bị cỗ đến đâu rồi, gồm có những cái món gì nhé quý vị nhé. Không biết là cái rượu này là bà con mang về ủng hộ hay là gia đình mua về nữa. Đây quý vị này, hay là có một anh mới mãi mãi nhá trở về. Ô anh cái ô này, rượu nhà anh hay là lề đây đâu về đây? À rượu nhà anh, tức là đang ngày em trai làm thế này thì mỗi người cũng ủng hộ một can rượu, kiểu một xác rượu ấy. À thì à? Là 100-200 nghìn nữa. Tức là mình có ngoài tiền ra thì mình còn ủng hộ một can rượu nữa đúng không? Vâng ạ. À hóa ra là có cái tập tục kiểu đấy nữa cơ. Đây này là không phải không bao giờ thiếu, kiểu như là phong tục mình ấy. Bây giờ làm cố bên nhà trai thì như thế, còn bên nhà gái thì nó khác hơn. À thế à? Bên nhà gái thì chỉ quần áo. À, bên nhà gái là quần áo, còn bên nhà trai là chuẩn bị rượu. Vâng. Đây mấy anh em đây là đang chú mày nhá. Đây là cái bàn thư ký đúng không? Vâng vâng. Anh em làm thư ký, cái này là mang rượu vào là anh em vẫn phải ghi vào sổ đúng không? Vâng. Để ngày sau chủ nhà cần biết là những ai có mang đến ủng hộ cho gia đình mình ấy. Rồi ngày sau đến ví dụ mai này nhà anh cái có làm cái gì thì gia đình lại đem đi lại trả một lần nữa đúng không? Đấy cái kiểu là mình gửi thôi nhiều nhỉ. Như bây giờ thì có thể thay đổi rồi, trước kia thì mình làm mình mang rượu đến nhà nó phải vào tới tận nhà chờ một lúc tầm khoảng 10 phút, lúc đó thì phải gọi một người nhà vào đấy bắt đầu ngủ uống rượu ấy, kiểu như bốn chén rượu, chén hai, chén thứ hai thì không nói, chén thứ tư thì bắt đầu nấu cán hương ấy, tức là người nhà nó đứng cán hương mình bên ngoài. Nhưng bây giờ thì mình lại dùng cái bàn thư ký kiểu như có người để ghi sổ sách ở đây rồi. Không giống như xưa nữa, xưa thì không cần phải ghi chép ở đây. Ban nãy thì em Dương cũng có thấy ở phía bên ngoài kia là những cái món ăn của bà con đang để ở phía bên kia ấy. Thì không biết là em Dương đang thắc mắc là tại sao bây giờ hiện tại cũng chưa lên món mà bàn thư ký đã ngồi ở đấy rồi, vì là số lượng khách hiện tại đã đến rồi. Nên là được anh cái chia sẻ rằng là hiện tại nhá, không khác với lại các cụ ngày xưa là thường ăn ở nhà mình thì sẽ lên cùng luôn một lúc,
Nhưng mà ở đây hiện tại là do là bà con là làm nhiều món, nhiều mâm hơn, nên là phải đi ngồi nhiều nhà, giống như là ngồi chỗ sân nhà của anh cái trưởng thôn và cái chỗ trong nhà của anh cái trưởng thôn ấy, thì bà con sẽ ở đây sẽ là ưu tiên bày mâm ở chỗ nhà chính trước, để cho có lẽ là để cho các cụ cũng như là hai bên nội ngoại ngồi ở bên trong này trước. Hiện tại là các anh em thanh niên cũng đã lên món ở đây, đang lên món ở trong này với ông anh cái để đang lên món bày trên này. Tức là ở đây là mình lên món ở đây trước để ưu tiên là các cụ của hai bên nội ngoại sẽ ngồi ở trong này để nói chuyện bàn chuyện trước, đúng không? Vâng vâng, đây là cái nhà chính thì phải cho bên nội ngoại nó ngồi đây. Vâng, đây. Bên ngoài thì cũng cho khách. Đúng, bên ngoài là cho khách họ hàng các thứ, đúng không? Vâng. Thì ở bên trong này là hiện tại là anh em không biết là đã lên món hết rồi chưa nhá quý vị nhá. Đấy, thì anh em cũng đã lên chắc cũng được một phần rồi. Đây những cái món ăn cần thiết. Như lúc nãy em Dương cũng có chia sẻ. Nhưng mà do là hiện tại vẫn là đang được bọc bằng giấy nên là vẫn chưa mở ra hết được. Đây có món món lòng xào này. Món lòng xào, còn đây là có vẻ như là món áp chao. Món áp chao và cái này món chả này. Nộm. Đậu phụ này. Thịt nướng. Đây là không thể thiếu là món thịt gà. Thịt gà đây còn bà con là làm gà nướng nhé. Có một số nơi thì là sẽ làm gà luộc. Còn đây là món sườn xào. Và ở phía bên dưới này có vẻ như là đầy đủ hơn. Phía bên dưới này thì còn có cả món tráng miệng là dưa hấu. Đấy. Như ngày trước thì bà con thường hay sử dụng là ví dụ vì là ngày trước là không có đủ bát đũa và không có đủ đĩa các thứ ấy, thì bà con hay sử dụng là những cái lá chuối các thứ này này vào để lót và bày cái mâm lên. Nhưng bây giờ thì bà con đã khác hơn và đầy đủ hơn, thì bà con sẽ sử dụng đĩa và bày lên như thế này đây. Đấy, và còn đấy cái ca này, lát nữa thì sẽ các bạn nữ, các bạn thanh niên sẽ cho rượu vào trong này. Và còn thiếu mấy cái chén nữa, chắc lát nữa thì cho thêm mấy cái chén nữa vào đây để các cụ ngồi nói chuyện. Hiện tại thì các bạn là nữ cũng như là hai bên gia đình họ hàng cũng đã bắt đầu lên đồ, là mặc những cái bộ trang phục của mình rất là lộng lẫy quý vị ạ. Các bạn nữ cũng đã lên đồ để chuẩn bị lát nữa đón khách, cũng như là hiện tại thì các bạn nữ đang làm cái công đoạn là đây này còn có một bạn nữa đây này. Em là cô dâu hay là em gái rồi à? Mình đang lên đồ để tí nữa đón khách đúng không? Thế à? Thế bây giờ cái bộ đồ này là mình mua lâu chưa em? 2 năm rồi à? Chắc là cái Tết vừa rồi này cũng có mang đi diện Tết đúng không? Đây này có, hiện tại em có đang có 3 bạn nữ là diện những cái bộ trang phục dân tộc của mình như này, đang cũng vừa để chuẩn bị đón khách, cũng vừa là để nhân tiện khách vẫn chưa đến ấy, thì các chị em vẫn đang hộ nhau để làm những công việc nhà. Chắc là lát nữa là còn có cả bưng bê những cái món ăn đi lên trên giạp nữa quý vị ạ. Hiện tại thì số lượng khách bà con mà chủ nhà có mời ấy, thì cũng đã bắt đầu vào để chuẩn bị vào cỗ nhé quý vị nhé. Bà con đến thì do là hôm nay cũng có thể là do trời mưa nên là bà con đi cũng không được tập trung cho lắm, cũng tương đối là lác đác ấy. Hiện tại thì bà con cũng đã ngồi vào dần rồi nhé quý vị nhé. Nhưng mà do là hiện tại ấy thì khách vẫn chưa đến, thì ưu tiên những người mà làm bếp và anh em làm bếp và cái mấy chị em hộ nhau bưng bê các thứ ấy, thì ưu tiên mấy chị em hộ nhau làm trước, ngồi trước, để lát nữa khi mà các chị em ăn xong rồi, đến khi mà có khách về mà ví dụ như thiếu rượu hay là thiếu có bất cứ cái đồ gì ấy, thì các chị em được phụ nhau còn cho lên đồ các thứ ấy. Đây anh em đang ngồi đây. Mấy anh em này là mấy anh em làm bếp phải không anh? Anh em đang ngồi vào đây là có những cái món ăn bà con ở đây có rất là đầy đủ đây nhá. Vâng vâng, các anh ngồi đi ạ. Các anh ngồi đi. Vâng vâng. Anh em đang ngồi đây này. Đây là cả đây là mâm của các chị em đây, và đặc biệt có một mâm của các bạn nữ thanh niên ở đây. Mấy cái bạn là xinh xắn nhất thì toàn là ngồi vào một mâm hết đây này. Mấy bạn này này. Đây ngồi uống rượu đi, gì nữa, sao lại rót rượu để đấy. Ở đây có mấy bạn ở đây, có bạn nào chưa có chồng không? Hả? Em quay phim của bọn anh vẫn chưa lấy vợ đấy. Cười à. Ở đây những món ăn của bà con trong ngày hôm nay và những ngày cỗ nhé quý vị nhé. Đây là em Dương xin chia sẻ lại một lần nữa từ đầu ở bên này đi. Đây là còn món trứng luộc này. Cái này là xôi phải không em?
phải không? À, đây là xôi này, đây là nộm này và đậu phụ. Đậu phụ này chắc là trần rồi. Có món lòng xào, cái này áp chao này, món giò này, cái này sườn xào, tẩu chúa và thịt gà nướng. Đây thịt nướng và cái này là món canh xương. Và không thể thiếu cái món là mèn mén đây nhá quý vị nhá. Là món mèn mén đây của quý vị, của bà con làm ở trên này. Và nữa em Dưỡng cũng có chia sẻ với quý vị đấy là những cái món ăn của bà con ở trên này. Và có cả rượu và một số món tráng miệng nữa. Nhưng mà do là hiện tại là cũng là đó cho các cháu và các anh em đang dùng xong rồi. Nhiều người là ở xa ấy, thì đến hiện tại vẫn là chưa đến được. Anh Cái đang đi mời khách đây này quý vị này. Đấy, bà con một số thì đang ở xa nên là không đến được, nên là cũng chỉ ngồi dần thôi, ai đến trước thì ngồi trước. Đấy. Ở phía bên trong nhà vẫn chưa ngồi nhỉ. Anh em ngồi nghe anh Cái nói từ nãy đến giờ không hề ăn. Ý là hôm nay thì em Cái cũng là đại diện kiểu như là thay mặt gia đình ấy, chú cũng hôm nay chú kiểu như là con người của chú cũng có bệnh uống thì chú hơi yếu thì thay mặt gia đình cũng là tiếc khách giúp chú hôm nay một ngày. Cô bác ạ, thực sự là bạn thấy em Cái thì ý là chú này cũng là uống đi uống đi anh em uống đi. Chú ruột bố của em Cái là con cả. Thì chú này là chú thứ 5. À thế à? Tổng là cũng, tất là 6 anh em. À là cũng thế là em mà cưới vợ này là em trai của anh đấy, em họ đấy. Em họ nhưng mà đúng rồi cũng em kiểu như là con của chú luôn. À, cũng là cùng ông bà đẻ ra. Vâng. À, thì hôm nay thì bạn thân em Cái cũng là đại diện kiểu như là mình chỉ đại diện gia đình thôi, mình cũng là uống khách một chén nhá. Dù cho quý vị nhá. Hồi chị tu thôi, tao quý vị tao nhưng mà chị tu thôi. Nhé. Bao mọi đáy là hai rồi sớm mai nhá, cho mình trả nhá. Im chỉ mua nữa chị mua thì thơ nữa họ chỉ đổ bao hộp nhiều mà tao hộp nhiều nhá. Thưa quý vị, đấy là những bước và những công đoạn cũng như là một cái lễ cưới của bà con đồng bào người dân tộc Mông ở trên này nhá quý vị nhá. Và có những cái món ăn hiện tại thì cũng nghe anh Cái trưởng thôn chia sẻ thì những cái món ăn của bà con bây giờ cũng đã phổ biến hơn, nào là có thịt nướng này, rồi có áp chao này và có những cái đồ nói chung là có tiến bộ hơn rất là nhiều. Còn không nếu như ngày trước giống như anh Cái có nói thì chỉ có một món là lòng xào, lòng gan xào này, một món là cái thịt gọi là nấu dạng giống như là nấu thắng cố ấy. Đấy, bà con chỉ còn nấu như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thì bà con đã nấu được những cái món khác hơn rất là nhiều. Có nộm, có giò, có. Đấy là những cái sự tiến bộ của bà con ở nơi đây. Đấy là những cái tập tục lễ cưới của bà con đồng bào người Mông ở nơi này. Thì hiện tại cũng bà con cũng đang ngồi vào ăn cơm rồi. Để bà con ăn một cách tự nhiên hơn thì chắc có lẽ em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.